Chào mừng các bạn đến với kênh Bính Hà Nội Vlog. Các bạn đừng quên đăng ký kênh cũng như chia sẻ video ủng hộ cho mình nhé. Xin cảm ơn. Xin chào quý vị và các bạn. Video này mình sẽ gửi đến quý vị và các bạn hình ảnh của một ca đổi gác của các chiến sĩ lính tiêu binh đứng canh gác trước cửa lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi một ca gác của các chiến sĩ này thì kéo dài trong vòng 1 tiếng. Và sau mỗi 1 giờ sẽ có 2 người lính khác ra đổi ca. Sau đây mời các bạn cùng mình chứng kiến toàn cảnh của một ca đổi gác của các chiến sĩ lính tiêu binh. Các bạn có thể thấy khi các chiến sĩ trong giờ làm việc, họ đứng hai bên cửa lăng, nhìn như là những hai bức tượng với dáng vẻ uy nghiêm. Để có thể đứng được 1 giờ đồng hồ như này thì theo mình được biết, các chiến sĩ đã phải trải qua những giờ tập luyện lên tới 3 giờ hoặc 6 giờ đồng hồ. Không chỉ phải đứng nghiêm trong bất kể điều kiện hoàn cảnh như thế nào, thì những bước đi của họ cũng phải rất chuẩn chỉnh và đối xứng so với người bên cạnh. Như các bạn có thể thấy, khi hai người đi thành một hàng ngang, chúng ta nhìn dọc thì chỉ thấy có một người, còn người phía sau những động tác giống như là ảnh của người đi đầu. Sẽ mất một đoạn gần lăng thì các chiến sĩ của chúng ta sẽ bước với tốc độ chậm, và đi đến khoảng giữa thì họ sẽ có tốc độ nhanh hơn. Nếu các bạn có dịp đến chơi quảng trường Ba Đình thì các bạn hãy chờ vào những giờ tròn trong ngày thì sẽ được chứng kiến cảnh đổi gác diễn ra. Vâng, toàn cảnh cuộc đổi gác của các chiến sĩ gác trước cửa lăng thì kéo dài trong vòng khoảng 5 phút. Sau đó các chiến sĩ sẽ bước đều về phía sau lăng, hoàn thành một ca gác của mình. Video này mình cũng xin dừng ở đây. Xin chào tất cả các bạn.